Cơ quan phòng vệ trên đảo Đài Loan cho biết đã phát hiện nhiều đợt bắn tên lửa tại các tỉnh và khu vực Nội Mông, Cam Túc, Thanh Hải và Tân Cương của Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Phát hiện hàng loạt tên lửa Trung Quốc khai hỏa lúc sáng sớm, đảo Đài Loan báo động cao. Mỹ duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Đài Loan. Thế khó của Mỹ trong việc tìm ra chính sách phù hợp để đối phó với Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ của Đài Loan, Trung Quốc thông báo đã đặt hòn đảo vào trạng thái báo động cao sau khi phát hiện nhiều đợt tên lửa bắn sâu trong Trung Quốc đại lục. Vài ngày sau khi Bắc Kinh tuyên bố đã thực hiện thành công một vụ phóng thử tên lửa, Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất. Đảo Đài Loan cũng luôn theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận quân sự của đại lục do Bắc Kinh thường xuyên triển khai hoạt động quanh hòn đảo này. Nhưng Đài Loan hiếm khi công bố chi tiết về những gì diễn ra bên trong đại lục mà họ chứng kiến. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, bắt đầu từ 6 giờ 50 phút sáng ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương, họ đã phát hiện nhiều đợt bắn của lực lượng tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tại các tỉnh và khu vực Nội Mông, Cam Túc, Thanh Hải và Tân Cương của Trung Quốc. Tất cả đều nằm cách đảo Đài Loan ít nhất 2.000 km. Các lực lượng của Đài Loan liên tục theo dõi các diễn biến có liên quan và lực lượng phòng không đã duy trì mức báo động cao và tăng cường cảnh giác. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi đề nghị bình luận của tờ Reuters. Theo hãng tin này, lực lượng tên lửa của PLA chịu trách nhiệm quản lý kho vũ khí tên lửa thông thường và hạt nhân của Trung Quốc. Vào hôm 26 tháng 9, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc đại lục xung quanh hòn đảo và các cuộc tập trận bắn đạn thật, cáo buộc Bắc Kinh có chính sách gây bất ổn. PLA phản ứng rằng các hành động của họ xung quanh đảo Đài Loan là hợp pháp và các cuộc tập trận của họ vẫn sẽ tiếp tục. Một ngày trước đó, Trung Quốc cho biết họ đã thực hiện thành công một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hiếm hoi vào Thái Bình Dương. Các nhà phân tích nhận định rằng thông báo hiếm hoi của Trung Quốc về cuộc thử nghiệm này nhằm phát đi thông điệp cảnh báo Mỹ và các đồng minh của nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở vùng biển khu vực. Giáo sư nghiên cứu quốc tế Leif Erik Islay tại Đại học Ewha Hàn Quốc cho biết cuộc thử nghiệm của Bắc Kinh là một thông điệp gửi đến Washington rằng can thiệp trực tiếp vào một cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan sẽ khiến nước Mỹ dễ bị tấn công. Vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã bắn tên lửa vào vùng biển xung quanh Đài Loan trong các cuộc tập trận chiến tranh để bày tỏ sự tức giận trước chuyến thăm hòn đảo này của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi. Theo các nguồn tin an ninh, Đài Loan vận hành các trạm radar tiên tiến trên một vài đỉnh núi ở dãy núi trung tâm của hòn đảo có thể nhìn xa vào đại lục. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn gói hỗ trợ quân sự 567 triệu USD cho Đài Loan, được hiểu nhằm tăng cường năng lực quân sự cho hòn đảo này trước căng thẳng gia tăng với Trung Quốc đại lục. Trong tuyên bố về việc này, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã ủy quyền cho Ngoại trưởng Mỹ cung cấp 567 triệu USD giá trị mặt hàng và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như việc huấn luyện và đào tạo để hỗ trợ Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ thuộc Trung Quốc và đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dừng cung cấp vũ khí cho hòn đảo này. Vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo áp lệnh trừng phạt đối với 9 công ty quốc phòng của Mỹ, gọi các biện pháp này là hành động trả đũa với việc Washington phê duyệt bán thiết bị quân sự cho Đài Loan. Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, đồng thời gây tổn hại đến quan hệ Trung-Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói, ngược lại, mặc dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, Mỹ vẫn là nhà bảo trợ và cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho Đài Loan. Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký luật cung cấp hàng tỷ USD giá trị tiền viện trợ mới cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Trong vài năm qua, căng thẳng giữa Đài Loan và đại lục có dấu hiệu gia tăng. Phương Tây rất lo ngại tuyên bố thu phục Đài Loan do Trung Quốc đưa ra, cũng như việc Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự quanh hòn đảo này. Ngoài việc cần sự cam kết liên tục của Mỹ, Đài Loan cũng không ít lần phàn nàn về việc chậm chuyển giao vũ khí từ Washington, bao gồm các chiến đấu cơ F-16 cải tiến. Washington đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng vì theo đuổi một cuộc cạnh tranh mở với Trung Quốc mà không xác định rõ thành công sẽ như thế nào, khi khả năng cưỡng chế và hành vi đe dọa của Trung Quốc khiến Mỹ tập trung sự chú ý vào những rủi ro đối với lợi ích của mình. Việc thiếu một thước đo thành công rõ ràng đã mở ra một cánh cửa cho những lời chỉ trích đảng phái về cách tiếp cận của chính quyền Joe Biden.
Trong khi đó, những người bảo vệ chính quyền bác bỏ những chỉ trích này bằng cách chỉ ra rằng các chính sách của chính quyền phù hợp với sự đồng thuận rộng rãi về thách thức mà Trung Quốc đặt ra và các bước cần thiết để chống lại những thách thức đó. Chắc chắn các chính trị gia dân chủ và Cộng hòa đều đang sử dụng chiêu trò vận động tranh cử điển hình, đó là tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc. Trong cuộc tranh luận gần đây, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump bán rẻ lợi ích của nước Mỹ và nịnh bợ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Còn Trump đã tuyên bố sai rằng Trung Quốc đã trả cho chúng ta hàng trăm tỷ đô la nhờ chính sách thuế quan của chính quyền ông mà chính quyền Biden đã mở rộng. Trong khi đó, các lập luận bị phóng đại và các phiên điều trần của Quốc hội về mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra đã làm mờ ranh giới giữa các hoạt động thương mại, khoa học và giáo dục hợp pháp liên quan đến các thực thể Trung Quốc với những hoạt động gây ra rủi ro an ninh không thể chấp nhận được hoặc tạo ra các lỗ hổng khác. Lo sợ rằng những gì được hoan nghênh ngày hôm nay có thể bị xem là không trung thành ngày hôm nay, các công ty, nhà nghiên cứu và sinh viên đã rút lui khỏi nhiều hoạt động từng là động lực cho khả năng lãnh đạo kinh tế và khoa học của Mỹ. Tuy nhiên, dưới bầu không khí căng thẳng này, vẫn còn nhiều không gian cho tranh luận và phân định. Sự đồng thuận của Mỹ về Trung Quốc nông cạn và dễ lung lay hơn chúng ta tưởng. Trong môi trường nhiều biến động này, có một cơ hội để chính quyền Tổng thống tiếp theo phát triển một cách tiếp cận tích cực hơn, bình tĩnh hơn, một cách tiếp cận có thể hạ nhiệt và tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro, trong khi vẫn bảo tồn những lợi ích của mạng lưới quan hệ rộng lớn kết nối Mỹ và Trung Quốc. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ nên tìm kiếm một cơ sở bền vững hơn để cùng chung sống, cẩn trọng tạo ra một sự cân bằng để đảm bảo rằng các nỗ lực giải quyết các mối đe dọa thực sự từ Trung Quốc không làm suy yếu các giá trị và lợi ích mà các nỗ lực này muốn bảo vệ. Chỉ có thể đạt được khả năng răn đe, đặc biệt là ở eo biển Đài Loan, khi có sự hiện diện của ngoại giao cứng rắn, kết hợp với các mối đe dọa đáng tin cậy và trấn an đáng tin cậy. Cả răn đe và thịnh vượng đều đòi hỏi một mức độ hội nhập kinh tế và sự phụ thuộc lẫn nhau về công nghệ. Nếu các nhà hoạch định chính sách Mỹ quá chú trọng vào cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh, rủi ro sẽ vượt xa việc làm tăng khả năng xảy ra chiến tranh và gây nguy hiểm cho các nỗ lực giải quyết nhiều thách thức xuyên quốc gia đang đe dọa cả Mỹ và Trung Quốc. Họ cũng có nguy cơ đưa nước Mỹ vào con đường của một chiến thắng phải trả giá rất đắt. Trong đó, người Mỹ buộc phải làm suy yếu các lợi ích và giá trị lâu dài của mình để ngăn chặn đối thủ. Một số nhân vật nổi bật của phe Cộng hòa đã cáo buộc chính quyền Biden làm suy yếu vị thế nước Mỹ bằng cách ưu tiên can dự ngoại giao hơn các biện pháp đối đầu vốn được thiết kế để làm suy yếu chính phủ Trung Quốc. Họ mô tả Trung Quốc là mối đe dọa sống còn, đồng thời tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự mở rộng và các biện pháp đối đầu hơn của Mỹ bằng cách nào đó sẽ khiến Bắc Kinh đầu hàng trước sức mạnh của Mỹ. Thế nhưng cách tiếp cận này thậm chí còn có ít khả năng thành công hơn so với cách tiếp cận hiện tại. Suốt những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ, chính quyền Trump đã áp dụng một lập trường thù địch, công khai kêu gọi người dân Trung Quốc lựa chọn một hình thức chính phủ khác, tiến hành các chiến dịch bí mật nhằm làm suy yếu Đảng Cộng sản Trung Quốc và loại bỏ các chuẩn mực tương tác không chính thức giữa Đài Bắc và Washington. Từ đó làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan đến mức chính phủ Trung Quốc phải bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Mỹ. Ngày nay, việc tiếp tục một chính sách đối đầu tương tự như vậy sẽ chỉ làm dấy lên nỗi ám ảnh về một cuộc chiến nóng với Trung Quốc và dẫn đến sự xa lánh của những đồng minh mà Mỹ muốn sát cánh cùng mình trên chiến trường. Ngược lại, chính quyền Biden đã đúng khi khơi dậy ý thức về mục đích chung, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ một trật tự quốc tế nơi sức mạnh không tạo nên lẽ phải, đồng thời hợp tác với các chính phủ có quan điểm khác biệt để giải quyết các vấn đề không liên quan đến đường biên giới hay các bức tường. Nhưng trong các cuộc thảo luận trong công chúng và giới chính sách rộng hơn ở Mỹ, phản ứng ngăn chặn Trung Quốc thường lấn át những nỗ lực hướng tới các mục tiêu chung và thúc đẩy lợi ích của Mỹ. Những lập luận về việc giành chiến thắng trong thế kỷ 21 củng cố ý tưởng rằng cạnh tranh là một cuộc chơi có tổng bằng không, khiến cả hai bên bờ Thái Bình Dương phải vội vã chuẩn bị cho cuộc xung đột và khiến những người chỉ trích ở cả hai xã hội chế giễu những hình thức tương tác ngoại giao, thương mại và khoa học thông thường là ngây thơ và nặng hơn là xoa dịu. Cả hai quốc gia đều đang tập trung chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Các bước đi của Bắc Kinh và Washington nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc với các hoạt động cưỡng chế và xâm nhập đang chi phối các cuộc thảo luận trong công chúng và giới chính sách. Theo đó, thu hẹp không gian cho các nỗ lực xem xét các giới hạn cạnh tranh có thể giúp hai bên chung sống ổn định và hiệu quả hơn. Bất kỳ sự chung sống nào cũng là không dễ dàng và nó sẽ được xây dựng không phải từ sự tin tưởng mà từ những lời đe dọa và trấn an đáng tin cậy, nghĩa là răn đe kết hợp với các bước nhằm tiến tới một dàn xếp để hai nước và người dân của họ có thể chung sống và phát triển thịnh vượng. Thật không may, các chính sách hiện tại ở Bắc Kinh và Washington đang đi theo hướng ngược lại. Dù kênh ngoại giao đã được hồi sinh và dù các quan chức Mỹ có kỷ luật đang kiềm chế không sử dụng thuật ngữ đối thủ hoặc kẻ thù để gọi Trung Quốc,
nhưng việc mô tả Bắc Kinh như là một đối thủ cạnh tranh mà Washington cần phải đánh bại vẫn lan rộng vào hầu hết mọi lĩnh vực quan hệ song phương. Các quan chức, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp Mỹ có lý do chính đáng để tương tác với các đối tác Trung Quốc của họ, chỉ ít là để hiểu sâu hơn về những gì các nhà khoa học và những nhà đổi mới khác của Trung Quốc đang làm. Tuy nhiên, ngay cả những cuộc trao đổi có lợi cho cả hai bên cũng có thể trở nên khó biện minh khi Mỹ xác định Trung Quốc là thách thức chính đối với lợi ích quốc gia của mình, và Trung Quốc cũng đã làm điều tương tự với Mỹ. Quan điểm cạnh tranh có tổng bằng không và quá trình chuẩn bị cho xung đột ở cả Mỹ và Trung Quốc đã khiến cả hai bên dần trở nên thù địch và xa lánh, củng cố nỗi sợ về một kịch bản tồi tệ nhất và làm suy yếu độ tin cậy của các trấn an chiến thuật. Việc khôi phục các cuộc tiếp xúc và hội nghị thượng đỉnh cấp cao là cần thiết, nhưng không đủ để ngăn chặn quan hệ trượt dốc, đặc biệt là khi có sự thay đổi lãnh đạo sắp xảy ra ở Hoa Kỳ. Ngoại giao có thể giúp sửa chữa những nhận thức sai lầm bị phóng đại, nhưng nó chẳng thể làm gì để ổn định quan hệ nếu hai bên không chịu đầu tư nhiều hơn vào sự chung sống có nguyên tắc. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!